Trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em, con dân yêu dấu của Chúa trong hội thánh và đặc biệt là các em thanh thiếu niên rất là yêu mến trong hội thánh. Sáng hôm nay là ngày thanh thiếu niên Tin Lành và tôi muốn công bố lời của Chúa cho quý ông bà anh chị em nói chung và đặc biệt là cho giới trẻ, các thanh thiếu niên trong hội thánh của Chúa ở tại đây với đề tài đó là người giàu khốn khổ. Câu chuyện người giàu khốn khổ được Kinh Thánh ghi lại trong ba sách Phúc Âm trong Tân Ước. Ở trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 16 cho đến câu thứ 30. Rồi Mác đoạn 10 câu 17 cho đến 31, đó là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc và học sáng hôm nay. Rồi trong Luca chương 18, câu 18 cho đến 30. Sáng hôm nay nhân Chúa Nhật ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành, tôi muốn quý ông bà anh chị em con dân của Chúa nói chung cũng như đặc biệt là các thanh thiếu niên trong hội thánh chúng ta học đề tài người giàu khốn khổ. Và dựa trên nền tảng của Kinh Thánh là Mác đoạn 10, 17, 31 và câu gốc Mác đoạn 10, câu 21, 22. Bây giờ tôi xin đọc lại cái câu gốc để chúng ta ghi nhớ lời của Chúa ở đây. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu, nên phán rằng ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Qua câu gốc này cũng như qua phân đoạn Kinh Thánh, tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa để tìm sự dạy dỗ cho chính mình, nhất là những bạn trẻ, những em thanh thiếu niên trong hội thánh của Chúa trong buổi sáng Chủ nhật hôm nay. Ở trong câu 13 đến 16 đó, trong Mác đoạn thứ 10 thì Kinh Thánh ghi lại Chúa Giêsu dành thì giờ với con trẻ. Ở trong câu 16 thì Ngài bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng mà chúc phước cho. Rồi trong Mác đoạn 10 câu 17 thì chúng ta thấy Ngài đang đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được sự sống đời đời? Tôi muốn công bố cho các bạn trẻ trong hội thánh của Chúa nhân ngày thanh thiếu niên Tin Lành cũng như cho hội thánh qua đề tài người giàu khốn khổ với ba điểm chính mà chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa sáng hôm nay. Thứ nhất đó là những ơn phước người giàu trẻ tuổi này có được. Thứ hai, tôi sẽ nói đến nỗi khát khao của người giàu trẻ tuổi cần được lấp đầy. Và thứ ba là sứ điệp của Chúa Giêsu cho người giàu trẻ tuổi. Bây giờ chúng ta lướt qua phần thứ nhất để cùng học hỏi lời của Chúa với nhau trong buổi sáng hôm nay. Những ơn phước người giàu trẻ tuổi này có được. Ở đây có 5 điều mà chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là anh ta rất nhanh nhẹn. Trong Mác đoạn thứ 10 câu 17 ghi rằng Ngài đang đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được sự sống đời đời? Qua câu này thì chúng ta thấy người giàu trẻ tuổi này, anh ta rất là nhanh nhẹn. Khi Chúa đang đi thì anh chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được sự sống đời đời? Điều này cho chúng ta biết rằng người trẻ tuổi giàu có này, anh ta khỏe mạnh, anh ta có thể chạy và anh ta có thể quỳ gối xuống ở trước mặt Chúa Giêsu mà thưa với Chúa rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Cho nên điều thứ nhất mà chúng ta nhận thấy ở đây là anh ta rất là nhanh nhẹn, anh ta có sức khỏe,
anh ta là một người khỏe mạnh. Và điều thứ hai, chúng ta đọc ở trong Mác chương 10 câu 22. Song nét mặt người rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy người trẻ tuổi này là người rất là giàu có. Vì vậy cho nên khi Chúa Giê-xu phán rằng hãy đi bán hết gia tài mình, phân phát kẻ nghèo rồi đến mà theo ta, thì Kinh Thánh ghi lại là người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Thế thì chúng ta nhận thấy cái người trẻ tuổi này là người chẳng những rất là nhanh nhẹn, có sức khỏe, nhưng mà anh ta cũng là một người rất là giàu có. Anh ta có mọi sự mà tiền bạc có thể mua sắm được. Rồi điều thứ ba mà chúng ta có thể nhận thấy ở đây về người trẻ tuổi này, anh ta đang ở độ tuổi thanh xuân. Nếu đọc ở trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 20, thì trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 20 gọi anh là người trẻ. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 20 chép như thế này: người trẻ đó thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng người này là một người đang ở độ tuổi thanh xuân, độ tuổi tươi đẹp nhất trong đời sống của mình. Rồi điều thứ tư, ở trong phúc âm Luca chương 18 câu 18 thì gọi chàng trai trẻ này là vị quan. Chúng ta đọc trong Luca đoạn 18 câu 18 thì chép: bây giờ có một quan hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Và cái từ quan ở đây đề cập ai đó với quyền lực. Và từ câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết người trẻ tuổi này, anh ta là một người có quyền lực, là người có quyền ở trên người khác. Và điều thứ năm mà chúng ta có thể thấy được ơn phước của người trẻ tuổi này có được, đó là anh ta có một thái độ đàng hoàng. Có thể nói rằng người trẻ tuổi này là một con người lịch sự. Ở trong Mác đoạn 10 câu 20, khi đến với Chúa Giê-xu, anh ta chạy đến rồi quỳ gối trước mặt Chúa mà hỏi rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được sự sống đời đời? Ở trong Mác đoạn 10 câu 20 chép, người thưa rằng, lại Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Lời xưng hô của chàng trai trẻ này cho chúng ta biết anh ta có một thái độ đàng hoàng, một con người có thể nói rằng lịch sự khi đến với Chúa, đã thưa Chúa, thưa Thầy nhân lành, rồi anh ta quỳ xuống trước mặt Chúa mà thưa như thế, rồi anh ta hỏi rằng, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Thế thì điều này cho chúng ta biết chàng thanh niên này có một thái độ đàng hoàng, là một người có thể nói rằng đạo đức rất chuẩn mực về địa vị của mình. Cho nên năm điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy ơn phước mà người trẻ tuổi giàu có này có được: thứ nhất, anh rất là nhanh nhẹn; thứ hai là anh rất là giàu có; thứ ba, anh đang ở trong tuổi thanh xuân; và thứ tư, Kinh Thánh cho biết anh là người có quyền lực; và thứ năm, Kinh Thánh cho chúng ta biết anh có một thái độ đàng hoàng, một con người đạo đức, một con người lịch sự qua lời xưng hô khi đến với Chúa mà chúng ta nhận thấy Kinh Thánh đã ghi chép lại. Và điều thứ hai ở đây, nỗi khao khát của người giàu trẻ tuổi này cần được lấp đầy. Người trẻ tuổi giàu có này có đủ mọi thứ mà thế gian cho rằng con người cần có để có thể sống hạnh phúc. Nhưng mà câu chuyện này cho chúng ta biết tất cả những điều đó không làm cho người trẻ tuổi này có thể thỏa mãn được. Nên anh ta đã chạy đến Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống
đời đời. Có thể nói rằng anh ta không thỏa lòng. Anh ta muốn biết làm thế nào để có thể hưởng được sự sống đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, dù có sở hữu đủ mọi thứ mà có thể nói anh ta có những điều mà con người đang mơ ước, nhưng mà tất cả những điều anh đã sở hữu đó, anh có được đó, đã không làm cho đời sống của anh được thỏa mãn. Anh có một nỗi khao khát ở trong chính cuộc đời của mình, và vì vậy anh đã chạy đến với Chúa Giêsu và quỳ gối ở trước mặt Chúa mà thưa Rầy, thưa Thầy nhân lành, hay là thưa Thầy thánh thiện, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là nỗi khao khát của người trai trẻ giàu có. Và đây cũng là một bài học cho các bạn trẻ trong Hội Thánh cũng như toàn thể quý con dân của Chúa trong Hội Thánh. Những gì chúng ta có thuộc về vật chất đời này, nó không thể làm cho chúng ta thấy được những phước hạnh. Những điều mà chúng ta sở hữu, những vị thuộc về đời này, nó không thể làm cho chúng ta được thỏa mãn. Đây là điều mà chúng ta có thể thấy qua người trai trẻ giàu có này, khi người này đến với Chúa Giêsu mà thưa với Chúa rằng, thưa Thầy nhân lành, hay là Thầy thánh thiện, tôi phải làm chi cho được hưởng lấy sự sống đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, khi một người đến với phần cuối đời của mình, thì danh lợi quyền không phải là điều tối hậu. Điều tối hậu quan trọng nhất của cuộc đời của con người của chúng ta, đấy là khi chuẩn bị để bước qua cõi đời đời, là mình có chắc chắn biết mình sẽ được hưởng nước thiên đàng hay không. Đấy là điều quan trọng. Đó là thực sự của đời sống. Và nếu hôm nay quý ông bà anh chị em qua đời, hay là nếu hôm nay các bạn trẻ trong Hội Thánh mà Chúa đem linh hồn mình về với Chúa, thì các bạn cũng như quý con dân của Chúa trong Hội Thánh có biết chắc rằng mình được thừa hưởng sự sống đời đời không? Mình sẽ được ở nơi thiên đàng không? Đó là điều quan trọng. Cho nên khi đến với phần cuối cuộc đời của con người, cái điều quan trọng đó không phải là danh lợi quyền. Điều quan trọng đó là mình ở đâu? Mình sẽ đi về đâu? Đó là điều quan trọng. Cho nên người trai trẻ giàu có này đã sở hữu đủ mọi thứ, như tôi đã trình bày cho quý ông bà anh chị em, và Kinh Thánh đã cho biết điều đó. Nhưng anh ta không thỏa lòng, anh ta không thỏa mãn, và trong đời sống của anh ta có một cái nỗi khao khát, anh cần được lấp đầy cái nỗi khao khát đó. Vì vậy người trẻ tuổi giàu có này đã chạy đến với Chúa Giêsu mà thưa với Chúa rằng, thưa Thầy, tôi phải làm chi cho được hưởng lấy sự sống đời đời. Thưa quý bà anh chị em, Blaise Pascal là một triết gia, cũng là một nhà toán học lỗi lạc vào thế kỷ 16 của nước Pháp. Ông là một người xuất chúng, và ông đã làm cho cả châu Âu ngẩn ngơ trước các công thức toán phức tạp khi ông mới 16 tuổi thôi. Năm 31 tuổi, ông đã viết một câu, mà giờ đây câu đó đã trở thành kinh điển. Và câu đó như thế này: trong lòng mỗi người có một khoảng trống, có màn hình của Thượng Đế, mà không có một vật thọ tạo nào có thể thỏa mãn lấp đầy, ngoại trừ Thượng Đế là đấng tạo hóa đã được bày tỏ ra trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Đó là lời nói của một người nổi tiếng, của Pascal. Ông là một nhà toán học lỗi lạc, cũng là một triết gia đã nói lên cái câu đó. Trong lòng của mỗi người có một khoảng trống, có mang hình của Thượng Đế, mà không một vật thọ tạo nào có thể thỏa mãn lấp đầy, ngoại trừ Thượng Đế là đấng tạo hóa được bày tỏ ra trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Cho nên dù con người của chúng ta có thể đạt đến cái đỉnh cao của danh lợi quyền, có thể sở hữu tất cả những gì có được, mà con người của chúng ta trên đất này nghĩ rằng những điều đó có thể đem mình đến hạnh phúc,
có thể đem mình đến sự thỏa mãn. Nhưng mà dầu con người có thể đạt đến tất cả những đỉnh cao của danh lợi quyền của trần thế này, cũng không thể nào làm cho con người chúng ta thỏa mãn được. Bởi vì mỗi con người chúng ta được Thượng Đế tạo dựng, và trong lòng của mỗi một người trong chúng ta có một khoảng trống của màn hình của Thượng Đế, và không có một vật thọ tạo nào có thể lấp đầy cái khoảng trống đó, ngoại trừ Thượng Đế hay là Đấng Tạo Hóa đã được bày tỏ ra trong chính Chúa Giêsu Cơ Đốc. Vì vậy cho nên anh chàng thanh niên giàu có trẻ tuổi này, anh ta có đủ mọi thứ mà chúng ta đã nhận thấy Kinh Thánh đã cho biết như thế. Nhưng mà anh có một nỗi khao khát, anh muốn lấp đầy cái khoảng trống đó. Vì vậy anh đã chạy đến với Chúa Giêsu và cầu xin Ngài chỉ cho anh ta biết làm thế nào để anh có thể hưởng lấy sự sống đời đời. Và điều thứ ba mà tôi muốn nói ở đây, sứ điệp của Chúa cho người giàu trẻ tuổi. Trong Mác đoạn 10 câu 21 thì Chúa Giêsu đã phán với chàng thanh niên giàu có trẻ tuổi này như thế này: Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, bốn thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Khi người trẻ tuổi này chạy đến với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã nói rằng: ngươi biết các điều răn, câu 19, đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Thì người thanh niên trẻ tuổi giàu có này đã thưa với Chúa rằng: lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Và Kinh Thánh ghi lại Đức Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Trong nguyên văn đó, mà rồi hãy đến vác thập tự giá mà theo ta. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cung ứng cho người giàu trẻ tuổi này một cái thí nghiệm. Theo lời phán của Chúa Giêsu, chúng ta thấy ở đây chàng thanh niên giàu có trẻ tuổi này có ý tưởng rằng không cứ cách nào đó chàng ta có thể được cứu bằng cách tuân giữ 10 điều răn. Nhưng mà không ai có thể được cứu bằng cách tuân giữ 10 điều răn. Đức Chúa Trời đã ban cho con người chúng ta luật pháp hay là 10 điều răn cho con người để làm gì? Thưa quý ông bà chị em, để con người chúng ta ý thức về tội lỗi và để sửa soạn con người niềm vui được cứu chuộc trong Đức Chúa Giêsu. Đây là điều chúng ta lưu ý. Điều răn được ban cho để cho con người ý thức về tội lỗi và thấy được cái nhu cầu sự cứu rỗi của mình để đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, tin nhận Ngài để nhận được sự sống đời đời. Đây là điều mà Chúa Giêsu muốn cho người trẻ tuổi này biết khi Ngài đề cập đến những điều răn. Và khi Chúa nói đến điều răn thì cái người trẻ tuổi này đã thưa rằng: lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu, Chúa phán rằng: ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Trong nguyên văn đó, rồi hãy đến vác thập tự giá mà theo ta. Đấy là điều Chúa Giêsu muốn nói với người trai trẻ giàu có này. Ở đây chúng ta chú ý luật pháp Chúa ban cho con người, điều răn Chúa ban cho con người để đưa con người chúng ta đến chỗ ý thức về tội lỗi và sửa soạn cho con người chúng ta một cái niềm vui được cứu chuộc trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và câu Kinh Thánh quan trọng mà quý con dân của Chúa cần lưu ý đó, trong Galati đoạn 3 câu 24 đó: ấy vậy luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Luật pháp giống như thầy giáo để dẫn chúng ta đến Chúa Cứu Thế Giêsu, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình, bởi đức tin mà chúng ta được cứu.
Người trẻ tuổi giàu có này, chúng ta thấy anh ta yêu mến sự giàu có. Anh ta muốn có sự sống đời đời giống như anh ta có sự giàu có. Và nan đề của người trẻ tuổi này là anh ta yêu mến sự giàu có của mình hơn là anh ta yêu mến Đức Chúa Trời. Anh ta yêu mến tiền bạc nhiều hơn là anh ta yêu mến Đức Chúa Trời. Và như vậy chúng ta thấy anh đã phá vỡ toàn bộ 10 điều răn của Chúa. Anh ta không yêu người lân cận của mình nhiều cho bằng anh ta yêu tiền bạc mà anh đang sở hữu. Vì vậy cho nên sứ điệp của Chúa Giê-xu phán với người trai trẻ giàu có này, Chúa Giê-xu cho anh ta biết rằng anh ta là một tội nhân và anh ta không giữ luật pháp. Bởi vì sao? Ở trong luật pháp được chép trong Xuất Ký Giới Tô Ký chương 20 câu 3 đó, lời Chúa rất là rõ ràng: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Và Chúa Giê-xu cho biết rõ chàng thanh niên giàu có trẻ tuổi này đã bị sự giàu có cai quản chính đời sống của mình. Và Chúa Giê-xu cho người thanh niên trẻ tuổi giàu có này biết rằng cái vị thần của anh ta đó chính là tiền bạc của cải mà anh ta đang sở hữu. Vì vậy cho nên Chúa bảo anh ta, Chúa đã đưa ra một cái trắc nghiệm để thử nghiệm anh ta, và rõ ràng là anh ta đã yêu chuộng tiền bạc của cải mình hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Anh ta đã đặt tiền bạc của cải của mình là thần tượng của mình, là Đức Chúa Trời của mình. Vì vậy cho nên chúng ta thấy đó là điều Chúa Giê-xu muốn nói. Cho nên ở đây anh ta yêu mến tiền bạc hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Và tiền bạc của anh ta, của cải anh ta sở hữu, đó là thần của anh ta. Và Chúa Giê-xu nói nếu anh ta muốn có sự sống đời đời thì anh ta phải đi và thực hành theo lời của Chúa dạy: hãy đi bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Vì vậy cho nên ở đây qua cái câu chuyện người trai trẻ giàu có này cho chúng ta biết Chúa Giê-xu muốn cho anh một cái sứ điệp, đó là anh ta là một tội nhân và anh ta không giữ luật pháp. Và Chúa Giê-xu cũng cho anh ta biết anh ta yêu mến tiền bạc hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Và chính tiền bạc của cải anh sở hữu, nó là thần của anh ta. Tiền bạc của anh ta là thần tượng của anh ta. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói: anh phải đặt Đức Chúa Trời lên trên hết, và anh phải theo Chúa, lìa bỏ mọi sự đó mà theo Chúa, thì mới có thể hưởng được sự sống đời đời. Nhưng trước lời kêu gọi của Chúa Giê-xu ở đây thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Ở đây anh ta đã không làm như lời Chúa Giê-xu đã phán bảo, và anh đã không bước đi theo tiếng gọi của Chúa, và anh đã rầu rĩ bởi vì anh có rất là nhiều tiền bạc. Anh coi tiền bạc là thần tượng của mình, địa vị của mình là điều lớn nhất, là hơn hết, và anh ta đã không phải là một người thật sự giữ theo luật pháp của Chúa. Anh ta không phải là người yêu mến Đức Chúa Trời, và anh ta đã đặt tiền bạc của cải của mình là thần tượng của chính mình. Thưa quý ông bà anh chị em, và nhất là các bạn trẻ trong hội thánh của Chúa tại đây, nhân ngày thanh thiếu niên tin lành, tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em nói chung, cũng như các bạn trẻ trong hội thánh, là thần tượng của quý ông bà anh chị em là gì? Thần tượng của các bạn thanh thiếu niên trong hội thánh là gì? Chúng ta đang đặt cái điều gì là thần tượng của chính mình? Có phải như cái người trai trẻ giàu có này đã xem tiền bạc của cải mình, những gì mình sở hữu đó là thần tượng của mình, và đã từ khước tiếng gọi của Chúa, không bước đi theo tiếng gọi của Chúa để có thể được sự sống đời đời? Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy rằng có Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Bởi vì lời Chúa Giê-xu đã phán: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một người trong chúng ta để chúng ta yêu Chúa và đặt Chúa lên trên hết trên đời sống theo Chúa của chúng ta. Và nếu được như vậy thì chúng ta mới có thể
hưởng lấy sự sống đời đời. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái câu chuyện về người trai trẻ giàu có đến Chúa Giêsu và hỏi thưa với Chúa rằng: thưa Thầy, nhân lành hay là thánh thiện, tôi phải làm chi cho được hưởng lấy sự sống đời đời? Có phải ông ta không còn xuất hiện trong tuyển tích của Tin Lành không? Và có người đã liên kết như thế này mà tôi thấy cũng rất là hay, là đó là một cái, nói rằng đó là một cái bi kịch ba tuồng. Cái câu chuyện người trai trẻ giàu có này đã đến với Chúa Giêsu. Rồi sau đó chúng ta thấy câu chuyện trong Luca đoạn 12 câu 16 đó, nói về một người giàu có một vụ mùa bội thu, và người này suy nghĩ rằng mình sẽ làm một cái kho tàng lớn hơn để thâu trữ cái sản vật mình thâu được vào đó, và nói với linh hồn mình: linh hồn ơi, mình hãy nghỉ ngơi vì ngươi đã có đầy đủ rồi. Nhưng mà chính lời Đức Chúa Trời đã phán rằng: chính linh đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì của cải ngươi sắm sẵn thuộc về ai? Rồi trong Ma-thi-ơ đồng 16 câu 19 đến 31 thì nói đến câu chuyện của người giàu xấu nết và La-sa-rơ. Và Kinh Thánh ghi lại rằng là La-sa-rơ chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Rồi Kinh Thánh cũng ghi lại người giàu cũng chết, người ta đem chôn, người giàu xuống nơi âm phủ, nơi đó người giàu chịu đau đớn vô cùng. Và người ta nói đó là một cái bi kịch ba tuồng. Thứ nhất là khi người trai trẻ đến với Chúa và khước từ lời gọi để theo Chúa. Anh ta được thành công và giàu có, nhưng mà rồi lời Đức Chúa Trời phán: chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì của cải ngươi sắm sẵn đó sẽ thuộc về ai? Rồi câu chuyện trong Luca đoạn 16 câu 19 31 đó nói về câu chuyện của người giàu xấu nết và La-sa-rơ, cho biết cuối cùng của một cái người giàu không tin cậy Chúa khi còn trẻ được Chúa kêu gọi từ bỏ mọi sự để bước đi theo Chúa, vác thập tự giá mà mình theo Chúa. Anh ta đã khước từ, rầu rĩ lắm bởi vì cớ mình giàu có và không muốn từ bỏ những gì mình có để bước đi theo Ngài. Anh ta đã đặt danh lợi quyền của cuộc đời này là thần tượng của mình, và cuối cùng rồi chết, rồi cuối cùng người giàu này phải ở nơi đau đớn khổ hình. Và người ta có thể nói rằng sâu chuỗi lại để tìm cái sự bài học quý giá thì thấy đây thật sự đây là một người giàu khốn khổ, không phải là một người giàu được phước hạnh gì, bởi vì đã đánh mất linh hồn của mình, khước từ Chúa và đặt tiền bạc danh vọng của cải trên hết làm thần tượng của mình, và cuối cùng đã thất bại. Thưa quý bà anh chị em, chàng trẻ tuổi đã đến đúng người. Anh ta đã tìm đến ngay đến Chúa Giêsu để tìm biết làm thế nào để mình có thể được sự sống đời đời. Rồi chàng trẻ tuổi cũng đã đưa ra đúng cái câu hỏi. Đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Mà anh ta đã đưa ra đúng câu hỏi, anh đã tìm đến đúng người, anh ta đã đưa một câu đúng, đã đưa ra một câu hỏi đúng. Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được sự sống đời đời? Đây là câu hỏi quan trọng mà mỗi một người trong chúng ta cần phải hỏi. Đây là câu hỏi quan trọng mà các bạn thanh thiếu niên trong Hội Thánh cần phải hỏi. Đây là câu hỏi mà quý ông bà anh chị em con cái của Chúa, mỗi người chúng ta cần phải hỏi. Thật ra không ai có thể giữ luật pháp mà được sự sống đời đời. Luật pháp là thầy giáo để cho chúng ta, dẫn chúng ta đến Đấng Christ. Luật pháp mục đích để chỉ cho con người chúng ta biết tội, hầu qua đó chúng ta có nhu cầu sự cứu rỗi, đến với Chúa Giêsu tin cậy Ngài để được tha tội và được sự sống đời đời. Và ở đây chúng ta thấy chàng thanh niên trẻ tuổi giàu có này cũng đã có được một câu trả lời rất là chính xác. Chúa Giêsu phán là hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo trên trời, rồi hãy đến vác thập tự giá mà theo ta. Đấy là lời Chúa Giêsu nói với người trai trẻ này. Chàng thanh niên trẻ tuổi giàu có này dường như đã đứng tại cổng thiên đàng
và anh ta thật sự là một người vô cùng được phước hạnh. Nhưng anh ta đã có một quyết định vô cùng sai lầm cho cuộc đời của mình. Anh ta không có một yêu cầu, một phương thức khác trước lời mời gọi của Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì cớ có nhiều của lắm. Anh ta không muốn từ bỏ tiền bạc của cải của mình để bác thạch tự giá mà theo Chúa. Anh sẵn sàng để từ bỏ Chúa để bước đi theo những cái vật chất của cải tạm thời của cuộc đời này. Nhưng mà cuối cùng rồi, đây là một người giàu khốn khổ. Thưa quý con dân yêu dấu của Chúa cũng như các bạn thanh thiếu niên, mà nếu chúng ta có một cái quyết định sai lầm như là cái người trai trẻ giàu có này, thì đó thật sự là một sự khốn khổ cho chính cuộc đời của chúng ta. Chàng thanh niên giàu có này có đầy đủ mọi thứ, và nếu anh ta từ bỏ những thứ đó để quyết định chọn lấy điều có giá trị đời đời, thì chắc chắn là anh là một người hạnh phúc, là một người thỏa mãn. Nhưng mà cuối cùng anh ta đã khước từ tiếng gọi của Chúa, và cuối cùng anh ta đã đánh mất linh hồn của mình. Nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa sáng hôm nay để khích lệ các bạn trẻ trong hội thánh Nhân Ngài Thanh Thiếu Niên Tin Lành hôm nay. Xin Chúa cho các bạn lắng nghe tiếng gọi của Chúa và bước đi theo lời dạy của Ngài, đáp ứng tiếng gọi của Ngài, dâng cuộc đời mình cho Chúa. Bởi vì những thứ ở trên trần gian này có được, nó không làm cho các anh chị em thỏa mãn đâu. Nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh của các anh chị em đâu. Những điều mà chúng ta thấy dường như nó quý báu, có được thuộc trần thế này, thuộc vật chất này, chóng tàn và mau qua. Chỉ những gì khi chúng ta đặt ở dưới chân Chúa, bước đi theo tiếng gọi của Chúa, là những người vác thập tự giá mình theo Chúa, thì đó mới có giá trị đời đời. Và thật đó mới là sự giàu có thật. Còn cái người giàu mà chúng ta học sáng nay, người trai trẻ giàu có này có địa vị, người có sức khỏe, có đầy đủ mọi thứ, giàu có vô cùng, nhưng cuối cùng anh ta đã có một quyết định là sai lầm và đã dẫn đưa đời sống anh đến chỗ thất bại vô cùng. Và đây chính thật là người giàu khốn khổ, thưa quý ông bà anh chị em. Xin Chúa dùng lời Chúa sáng nay để khích lệ tôi, cũng cảnh tỉnh đời sống của chúng ta, để chúng ta biết bước đi theo Chúa, yêu mến Ngài và đặt Chúa là đấng chúng ta tôn thờ và hết lòng phụng sự Ngài, thì dĩ nhiên Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta mọi nhu cầu cần thiết, và cuối cùng chúng ta sẽ hưởng phước hạnh là được ở thiên đàng với Chúa, thay vì phải bị hình phạt hư mất đời đời nơi hỏa ngục. Đấy là lời Chúa cho mỗi chúng ta trong ngày thanh thiếu niên Tin Lành hôm nay. Amen.